Bí mật trong điện thoại của Dương Mịch được tiết lộ, nhiều người bất ngờ, trong mắt nhiều người Dương Mịch không phải là một bà mẹ tốt. Vào cuối năm 2018, công ty của Dương Mịch đã bất ngờ tuyên bố về vụ ly hôn của cô và Lưu Khải Uy. Trong thông báo công ty cho biết, Dương Mịch và Lưu Khải Uy chia tay trong hòa bình, cùng chăm sóc con gái Tiểu Gạo Nếp, nhưng những tin đồn về cả hai vẫn không ngừng xuất hiện. Kể từ khi công bố yêu nhau vào năm 2012, Dương Mịch và Lưu Khải Uy luôn là một trong những cặp đôi ngọt ngào nhất hoa ngữ. Thế nhưng sau khi kết hôn, người ta lại rất hiếm thấy sự khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai. Mặc dù hôn nhân là vấn đề giữa hai người, những lý do thật sự dẫn tới việc ly hôn của cả hai vẫn mang đến nhiều suy đoán. Ngay sau khi tin chia tay, truyền thông Hồng Kông đăng tải một bài viết cho hay trong 3 năm Dương Mịch chỉ gặp con gái 37 ngày, trung bình hơn 10 ngày một năm. Con số này xuất phát từ việc một người phân tích lịch trình của Dương Mịch trong suốt 3 năm để suy đoán. Thông tin này khi đăng tải đã gây ra những phản ứng trái chiều. Nhiều người cho rằng Dương Mịch thật sự không phải là một người mẹ tốt khi không có bên cạnh con gái trong những năm tháng đầu đời. Tuy nhiên, ngay sau đó Dương Mịch đã tìm ra những điểm bất thường của con số này và lên tiếng bênh vực Dương Mịch. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Dương Mịch từng chia sẻ rằng cô liên tục di chuyển giữa Hồng Kông và Bắc Kinh. Nếu không có lịch trình, cô sẽ lập tức bay về Hồng Kông với con gái. Nếu không có lịch trình, cô sẽ ngay lập tức bay về Hồng Kông với con gái và không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc quan trọng nào của con. Khi về Hồng Kông, dù khoảng thời gian nghỉ ngơi không nhiều, nhưng sẽ dậy vào lúc 6 giờ sáng đưa tiểu gạo nếp đi học và sau đó dành cả buổi chiều để chơi với con. Dương Mịch cũng tiết lộ, trong điện thoại của cô thay vì lưu ảnh bạn thân, thì hầu hết là ảnh của tiểu gạo nếp, nhưng cô chỉ ngắm một mình thay vì đăng tải trên mạng xã hội. Nguyên nhân của việc này nhằm bảo vệ sự phát triển của tiểu gạo nếp. Chuyện tình yêu của Dương Mịch nhìn bằng mắt thường có thể thấy rất tốt đẹp, người cũng đẹp, lên không ít. Nhưng chồng cũ Lưu Khải Uy lại bắt đầu kiếm chuyện, bởi vì con gái tiểu nhu mẹ được giao cho Lưu Khải Uy nuôi. Cho nên cô bé ở Hồng Kông với anh, Dương Mịch thỉnh thoảng mới đến thăm con. Lưu Khải Uy còn phát thông cáo nói rằng, Lưu Khải Uy còn phát thông cáo nói rằng, anh tạm hoãn công việc chỉ vì muốn ở nhà chơi cùng tiểu nhu mẹ, nâng cao hình ảnh người cha yêu thương con cùng làm tôn lên việc nghiêm bịch là một người mẹ vô trách nhiệm ngày trước hai người ly hôn không hòa bình hiện tại đối với nhau như thế chỉ có đứa trẻ bị tổn thương nhiều nhất